Ê, xin chào cả mọi người nha. Ok, chào mừng trở lại với tập Barocat Việt Nam này. Ok, nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình thì mình là Mèo nhá. Mình sẽ là người cùng đồng hành với các bạn trong quá trình các bạn chơi tựa game The Barocat, cũng như những khó khăn các bạn phải khi chơi game này. Ok, đầu tuần vui vẻ các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chơi Story of Legends. Các bạn không thể tin nổi là mình vừa mới ngồi 30 phút quay clip với các bạn xong rồi hóa ra mình quên chưa bật âm thanh, thế là toàn bộ những lời mình nói các bạn không nghe thấy gì, và kiểu cả một cái video nó thành một cái video không lời luôn đấy, vãi chưởng ạ. Mất bao nhiêu công quay với cả chơi, bao nhiêu tâm huyết ở trong ý, rồi ơi bao nhiêu lời nói các thứ coi như là toang hết rồi các bạn ạ, toang. Ok, thì mình sẽ lại phải nói lại lần hai. Ok, khá là mệt, và cũng vì may ở quay lần hai cho là mình biết là chiến thuật quay như thế nào, tại vì mình vừa gặp mấy cái bản Story of Legend khó vãi, nó khó đến mức mà kiểu 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 nó kiểu 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 luôn ấy. Ok, nhưng mà vì mình chơi trước của cho là mình sẽ biết là các bạn sẽ gặp khó khăn như thế nào khi qua mấy cái này, tại vì nó rất là khó. Ok, Kobu Kampe. Ok, mình sẽ chơi lại từ đầu nhá. Rồi, rõ là mệt. Ngoài ra là các bạn này mình còn chưa qua được cơ. Và ok, vì mình thua xong rồi, trong cái lúc mà mình định xem lại video thì mình xem lại mình hiểu ra cái thắng rồi. Ok, nó khó vãi chưởng. Nó khó vãi chưởng ấy, nó khó kiểu khó khó vãi vãi chưởng ấy. Ok, thì bàn đầu tiên các bạn sẽ gặp khỉ đen, khỉ trắng và chó có kim loại trên mặt. Ok, mông nữa. Ok, tiếp theo là lợn có kim loại trên đầu và sứa. Sứa lai mực gì ấy. Ok, tiếp theo là cá mặt xấu, cá ngựa, chu mỏ, chó nhẹ dãi và bướm. Ok, giết bướm nhiều tiền lắm. Ok, mình sẽ chơi lại từ đầu nha. Ok, rất là mệt. Để thắng được bàn đầu tiên này thì các bạn tưởng là nó khó thôi, nhưng mà thực ra là nó cũng khó đấy. Đâu nhỉ? Ok, ở đâu nhỉ? Các bạn có thể dùng một đội hình Anti Angel các bạn cũng được, nhưng mà ở trong video mình sẽ dùng một đội hình khá là cơ bản. Đây là một đội hình khá là cơ bản của mình, gồm có combo research up này. Đây có ba con này, combo research up này để spam ramen card. Ok, tiếp theo là cameraman card này, và mình sẽ cho thêm một con nữa vào, đó là con đấy là con gì nhỉ? Đây con này. Các bạn có thể bỏ con này ra, và thực ra là cái ván này các bạn chỉ không cần chơi Uber cũng được, tại vì nó kiểu chả biết nữa, hay là do mình đang muốn chơi kiểu kiểu đẳng cấp ấy các bạn, chả biết. Chịu 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 à, quên đấy, phải mang cái con thằn lằn này đi, à con khủng long này đi, nếu không là các bạn toang, tại vì có con chó metal nó khó chịu lắm. Ok, mình sẽ đánh nhanh nhá, tại vì vãi, mình vừa quay clip tận 30 phút liền rồi ơi, quay liên tục ấy. À mà tất cả các video của mình đều là video kiểu livestream ấy các bạn, nhưng mà chẳng qua là mình đang livestream ngay trực tiếp thôi. Những cái lúc mà mình đang ngay trực tiếp này là mình đang chơi ấy. Đây nhìn mình vuốt màn hình này. Đấy các bạn thấy không? Chứ không phải là kiểu mình quay clip mà mình bình luận lại đâu. Rồi ơi, bạn nào nghĩ ra cái đấy là các bạn sai rồi đấy. Rồi ơi. Hu hu. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục cố gắng nghiên cứu Score of Legend để quay cho các bạn nhé. Tưởng dễ nhưng mà khó đấy. Ok, giết con khỉ cho các bạn tiền nữa. Con khỉ ấy nó đập 3 phát là chết ramen khác rồi các bạn. Cho là tức là con khỉ nó rất là mạnh ấy, nó không yếu đâu. Ok. Ok, mình đã tích được một số tiền khá rồi. Ok, ramen khác chết bây giờ rồi. Mình sẽ alo, ok, sorry các bạn, mình bị người thân làm phiền, thực ra là bạn mình. Ok, nó gọi mình đi ăn cơm mà, tại vì mình ở trọ ấy thì mình các bạn hay rủ mình đi ăn đấy các bạn. Ok, các bạn sẽ gọi ở Quicken 31 ra nhá, gọi ra cho vui thôi. Tiếp theo là gọi thêm mấy em các thứ ở đây ra. Ok, có tầm này thì có cái gì là gọi hết nhá, và các bạn sẽ bị một hiệu ứng là các bạn sẽ bị thắng. Ok, con thạch sùng thường thì nó đánh, có chờ mình gọi nhầm cả con này ra rồi, nhưng không sao các bạn ơi, quân càng đông thì đấy. Ok, mình có tiền rồi.
Đấy 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 đấy, có rất là nhiều các con chó nha. Bạn em mình bị bất ngờ ấy và mình bị thua ở cái ván đầu này. Nói chung là nếu mà các bạn không chuẩn bị gì thì nó sẽ rất là khó. Hoặc là kể cả các bạn có chuẩn bị rồi thì các bạn thì nó vẫn là khó thôi, ok. Các bạn tưởng chuẩn bị nó dễ à? Không nhá. Nó không dễ đâu các bạn ơi. Các bạn cứ tưởng chuẩn bị nó dễ à? Các bạn tưởng chuẩn bị nó dễ à? Mình chuẩn bị nhưng mà bạn mình thua sấp hết cả mặt các thứ luôn. Các bạn cứ tưởng chuẩn bị dễ à? Các bạn có nhìn cái đống khỉ anh rồi nó ra nó càn hết tim mình không? Đấy 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 đấy. Rất là nhiều nhá. Ôi chết, mình giàu á. Nhưng mà ván này không cần phải kiểu các bạn phải bình, các bạn phải loạn quá mức mà các bạn gọi liên tục thôi, tại vì ban nãy mình gọi nhiều quá ấy, xong rồi đây can deploy animal, xong rồi kiểu cái độ spam mình nó bị trễ, xong rồi bọn khỉ nó ra nhiều quá, xong rồi kiểu mèo mình nó cứ tập trung hết ở trên này, xong đằng sau không có mèo, thế là mình bị thua đó. Nó còn như thế cơ, nó còn như thế cơ. Nó còn như thế cơ ấy. Đấy, các bạn thấy đằng sau kiểu rời rạc không? Toàn mấy con linh tinh tinh Sida. Ok. Vậy là chỉ cần một đội hình không cần có Uber nào mà các bạn đã thắng rồi nhá. Ván này các bạn chỉ cần hoặc là nếu mà các bạn chưa evolve được hết cái con Ray lên level form 3 hay là kiểu level cao hay là form 3 hay là level cao gì đấy thì không sao cả, ok. Các bạn có thể thay bằng Uber mà nhưng mà Uber rẻ rẻ thôi tại vì ván này nó ra nhiều lắm. Hoặc là mấy cái con đánh nhanh kiểu Twin Star ấy. Ok, ván này thì mình đã rút kinh nghiệm từ lần trước rồi, có con lợn mình không mang chặn sóng đi, ván này mình sẽ mang chặn sóng mà không có sóng nhá, ok. Thì ván này mình sẽ mang con gì? Thực ra ván này chỉ cần một vài con cơ bản là các bạn thắng rồi. Ok. Ván này chỉ cần một vài con cơ bản là các bạn thắng rồi, thật. Hoặc là không, ok. Ván này đặc biệt các bạn cần phải có một con, đó là con bạch tuộc, con octopus, octopus cat, ok. Đây mình sẽ cho nó vào con cho mình cho nó vào thay chỗ Mekako Sayoni đi. Mission Mekako, ok. Úi giời, bây giờ mới để ý cái trụ nó nhìn số đẹp vậy, 11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 
mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát. Hi. Ok, bắt đầu gọi con lợn. À mà khi mà các bạn gọi được Octopus ra rồi thì các bạn có thể dùng chill cat nhá, để nếu là gọi nhiều Octopus vào không là các bạn chết luôn ấy, thật. Khuyên thật luôn, các bạn mà không dùng đúng đội hình này, các bạn mà chủ quan, các bạn không mang Octopus thì các bạn thua ngay lập tức luôn. Mình vừa thua rồi, mình biết, ok. Ba mốt đánh khoảng độ tầm 12 lần là thắng, ok. Ba mốt chỉ làm cho ván này nhanh hơn thôi chứ còn cũng chẳng có gì mấy. Đó, ok, tầm này gọi thêm Octopus ra rồi. Ôi, tầm này khó vãi, từ từ. Chắc là mình sẽ không gọi gì nữa, mình sẽ đợi ở đây, đây, đều, đều, đều. Ơ, con này chết rồi kìa. Ôi, thì ván này thắng rồi. Đã thắng rồi, ok. Thắng mạnh luôn. Baby em như bông hoa cát đâu rồi. Baby, baby cát đâu rồi, đây rồi, baby cát đây rồi. Cái con baby cát này. Ơ, thắng luôn này. Ok. Ô vãi, được XP kìa. Uầy, không tin nó đúng là chơi lại khác, kiểu cảm giác của nhanh thật. Đây là cách mà các bạn qua cái này nhá. Ok, tiếp theo này, cái này khó này. Cái này các bạn cần phải có một đội hình siêu nhanh luôn. Ok, đây sẽ là đội hình siêu nhanh của mình này.
Và nói chung là nó cũng phải có một lượng đam to nhất định nữa. Ok. Đâu nhỉ, mình vừa dùng đội hình nào nhỉ? Đây vẫn đội hình này. Nhưng mà bỏ con này ra này. 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 Bù lại các bạn sẽ cho tất cả những con chạy nhanh nhất có thể của các bạn vào. Và đam to nhá, đam phải to nhá. Ok. Mình sẽ sử dụng sự trợ giúp của Uber, Super Rare, Cardinal Cradle này là một này. Wargot Yukimura là hai này. Và có thể là một con nào chạy nhanh thế nhỉ? Có một con nó chạy nhanh mà đam cũng to chính là con Violent Poseidon, nhưng mà thường thì nó không nhanh đến mức đấy không? Ok, từ mình sẽ bỏ bớt ra hơi nhiều rồi. Trong này mình cần thêm một con nữa, đó là cái con tàu điện ngầm. Nếu mà các bạn không có thì các bạn có thể dùng Maniac Lion. Cách để lấy được Maniac Lion mình đã có hẳn một video cụ thể rồi nhá, và các bạn làm đúng y hệt như thế là các bạn sẽ thắng. Ok. Ok. Nhớ là mang combo research up và hàng đầu tiên y hệt như này nhá. Ok. Không gì phải, không gì khó khăn cả. Mình sẽ thắng bài này một cách không thể tin nổi được các bạn. Nó cách này gọi là cách cheese. Nếu mà các bạn để lâu ấy, các bạn sẽ đối mặt với cả cái con cá ngựa màu đen. Các bạn sẽ không thể thắng được, hoặc là các bạn thắng được nhưng mà khó cực, siêu khó luôn. Nói chung là cái bản nó khó lắm luôn ấy. Ok, bắt đầu có tiền rồi. Đấy, đấy, đấy. Các bạn thấy con cá không? Các bạn thấy con cá không? Ok, nhìn trụ nó kìa, nhìn trụ nó kìa, nhìn trụ nó kìa. Ủa chết rồi, toang rồi. Toang rồi, toang, toang rồi, toang rồi, toang rồi. Chết rồi, ván đây mình làm sai, ván đây mình làm sai rồi. Thua xong, thua rồi. Ván đây mình vừa làm được xong, ván đây mình vừa thắng xong thề. Lại. Nói chung là nó bao nhiêu này là các bạn biết là các bạn thua rồi ấy. Các bạn không thắng đâu thật. Hoặc là các bạn thắng được khi mà các bạn khỏe vãi trưởng. Ok, mình sẽ làm lại nhá. Mình cần phải sớm hơn. Ok, mình sẽ mọi thứ đều phải nhanh hết cỡ. Bốn này, năm con Ramekat. Ok, dừng. Ok, gọi tiếp này. Đều rồi. Nó đập nhau, nó đập nhau rồi. Đều rồi, thắng rồi. Thắng rồi. Baby cat, ôi giời ơi. Một phát nữa. Đều rồi. Ok, không sao. Mình đánh được. Đều rồi. Yes. Oh my god. Nếu mà không qua được cái chắc là phải true form Yukimura rồi. Oh my god, không tin được mình đã thắng. Oh my god, không tin được. Ok, đây là cách các bạn qua được ván này nhá, khó vãi trưởng. Ok, Golden Kai thì mình chưa chơi bao giờ nhưng mà hình như là nó toàn anti red rồi, tại vì ban nãy mình có tìm hiểu qua. Nếu mà không tìm hiểu qua thì chơi này rất là khó. Ngoài ra mình đang để cái này, con này không ở form 3 đâu mà mình đang để ở form 2 nhìn cho đẹp. Ok. Ok, ván này hình như là anti red rồi thôi. Mình sẽ quay video đến khoảng tầm 20 rồi mình sẽ dừng lại để mình ăn cơm với bạn mình nhá. Ok, chúc các bạn đầu tuần vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã subscribe kênh của mình nhá. Và mình rất là cảm kích vì các bạn đã subscribe kênh của mình. Ok. Mình dùng em như là nụ hoa cũng cho một người sức mẻ. Anh thường một mình thì bên đâu có nhiều cây cối. Anh nhớ những người ta nó cho các đứa chơi với.
Xòe đang là bị nghiện nhạc của Đen Vâu. Đen Vâu 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 Vâu. What the hell. Ô ô ô ô. Ủa chết rồi, chết rồi. Ui, tí thì toang. À, quên, có một bạn hỏi mình ở trên cái phần comment là cái gì nhỉ? Anh ơi, Pai Pai với cả Eva Unit 02 con nào mạnh hơn? Trả lời luôn này. Eva Unit 02 mạnh hơn Pai Pai ơi. Eva Unit 02 hiện giờ ấy là con mạnh nhất trong tất cả các con Red luôn. Biết sao không? Tại vì Pai Pai nó chỉ mạnh thứ nhất khi mà Eva Unit 02 chưa có True Form thôi. Còn bây giờ nó có True Form mà nó là con mạnh nhất rồi. Không con nào mạnh hơn Eva Unit 02 nhá. Yeah, anti-red ấy. Sao ván này khó đấy. Các cậu đùa tớ ư. Các cậu đùa tớ ư. Úi giời ơi, úi giời ơi, úi giời ơi. Phải thua thua rồi. Thua rồi. Phải ạ. Golden Kai khó ấy. Thế chứ mẹ bảo Story of Legend toàn những cái khó khó không? Toàn những cái bàn nó rất là khốn nặng. Ok, bây giờ mình phải sắp xếp đội hình như thế nào qua được ván này bây giờ. Ok, nghiêm túc vậy. Eo ơi, form 3 xấu vãi. Thật thật sự luôn ấy, xấu vãi. Ok, bỏ cái này ra này. Con này không bị nhiễm bởi sóng này. Mình cho thêm một con nữa không bị nhiễm bởi sóng ở đây. Và tiếp theo là mình sẽ cho thêm một con nữa. Bỏ cái này ra. Đó là Maniac Martial Leg. Ok. Tại vì không bị thiếu được. Ok, con này bỏ ra được. Phế vãi. Eva Unit 02 sẽ làm mọi thứ nhá. À quên. Không thể thiếu được anh bạn chuối của chúng ta. Anh bạn chuối mặc pyjama. Đây rồi. Autobot ván này hơi bị có ích nhá. Nó giúp các bạn thắng ấy. Ten 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 ten. Mấy cái thằng người người này. Bấm cho rồi. Mấy cái thằng người người này. Mình sẽ gọi Sicilian ra trước. Sicilian Fastlane. Ok. Chuyển lên đi cậu bé. Cậu bí, cậu bé Sicilian. Oh my god, trời ơi. Nhiều tiền quá, hi hi. Thôi xong rồi, toang. Toang rồi, toang rồi. Chuyển lên. Một phát này. Oh my god, trời ơi, con voi. Ui, thế không? Chết luôn này. Thế không? Anti-red mạnh nhất game. Anti-red mạnh nhất game. Lý do... Úi dồi ôi, chết rồi, thua xong rồi, phải thua rồi. Ta sao liền chết rồi, trời ơi. Sicilian. Ok, ok, ok. Úi dồi ôi. Thôi, em xin ngay, em xin ngay. Sicilian ơi. Cậu làm gì đấy? Sicilian ơi, đánh đi. Đúng rồi, nhanh. Đúng rồi. Hợp lý. Ui, nhiều voi vãi ạ. Hỏi chấm. Hỏi chấm. Chết. Nó chết rồi. À nó chết rồi các bạn ơi. Chết rồi các bạn ơi. Đúng rồi, giết con Capi. Yes. Chưa Capi. Giết Capi. Vãi cả trưởng. Giết con Capi. Úi dồi, đánh chưa rồi. Sicilian đâu rồi? Anh nhầm. Eva Unit 02 rồi. Tất cả niên đâu? Con voi. Ủa con voi đập vào nhà nó thôi xong ấy.
Ui, vãi trưởng nhìn nha, nhìn nha, nhìn nha kia. Ui. Các bạn biết gì không? Mình nghĩ là mình sẽ thay đổi chiến thuật một tí. Đó là mình sẽ bỏ D'Artagnan ra cho CC Land làm hết mọi việc, và đồng thời mình sẽ cho thêm một cái con này nữa. Một con đánh được voi, ok, một con trị voi. Ok, đúng, hợp lý. Con này thực ra không có tác dụng lắm này, bỏ ra này. Mình thực ra hàng đầu là hàng duy nhất giúp mình có thể cản lại mọi thứ trước khi quá muộn. Con voi trâu á, mình không biết con voi bao nhiêu đam, nhưng mà toang. Ok, chắc là như thế này thôi, mong là lại nhá. Mình sẽ mang speed up, cố gắng. Hôm nay trong video mình làm được qua được 4 bàn là thành công vãi trưởng rồi. Ok, ui dồi ôi, nhanh quá. Từ từ chậm tí, mình sẽ tích tiền trước nhá, và tốt nhất là không gọi tất cả Uber ra cùng một lúc. Ok, đấy là lời khuyên chân thật từ đại ca mèo các bạn. Đùa ấy, mình không phải đại ca của ai cả, mình chỉ là một người phàm YouTuber, người phàm muốn giúp các bạn qua những cái bản khó này, thế thôi. Ô vãi, sao mình lại tự bấm vào cái tăng tiền đấy kia. Đó, ok. Chưa đánh vào trụ nhá. Ô treo rồi, treo rồi, đánh vào trụ rồi. Đùa. Tự nhiên lại. Thôi xong, capi nó cắn cho giờ. Lùi lại, thua xong. Lùi lại, trời ơi. Chết bây giờ. Ôi mình nhiều tiền vãi, tích cầm tiền nhá, không gọi ra luôn nhá, không chết đấy. Lát nữa nó sẽ có rất nhiều các con capi màu đỏ, cho là mình sẽ chưa thể làm gì được vội. Ok, dùng. Chết một con rồi. Con capi này khốn nạn lắm. Chừng nào mà cái con vẫn còn Cory thì mình không gọi cái con Eva Unit 02 mình ra đâu. Đánh này, ok. Ok, được rồi. Ôi chơi. Gọi vô lý vãi. Đùa lại thua. Vãi trưởng, khỏi chấm. Uầy. Có con gì ao tầm được con voi nhỉ? Ván này mình sai, siêu sai, ok. Thực ra có một con ao tầm được con voi đó, cái con gì ấy? Một con Luga nữa. Unknown Cat. Ván này mình gọi ấy. Thực ra con này chả cần đâu. Ván này cần ao range là chính. Thực ra Super Galaxy Cosmo ván này khá là ổn, nhưng mà mình sẽ dùng những cái con mà thường thì các bạn sẽ có, nếu không thì lại bảo là mình làm video vớ vẩn quá rồi. Ok. Đấm tới đi. Đấy, ok. Không để team quá mạnh nhá. Nếu không thì bây giờ không gọi D'Artagnan ra này. Gọi D'Artagnan ra pha này là toang này. Ok.
để xử lý hết hai con Cory rồi đã. Để xử lý hết mấy con Cory rồi đã. Ok. Ui. Ok, có một con. Xong. Ok. Bây giờ thì gọi Ivan Unit 02 ra là được rồi. Hợp lý này. Đấy, bạn mình đang hỏi là mình đã xong chưa để đi ăn đấy. Đây rồi. Cái giai đoạn này thì ván em mà thua xem. Ván em thua hộ phát. Ván em thua hộ phát em à. Mấy con voi này. Ván em thua hộ phát em à. Ui, phải trưởng thua thật ạ. Đấm nhanh. Ok. Đừng có mà thua. Ôi, phải trưởng thua thật ạ. Phải trưởng. Mình tưởng thắng. Thôi ok, phải dùng Cosmo rồi. Ok. Mình vẫn chưa thắng được ván này. Đấm. Con voi mạnh vãi trưởng. Thề. Lắm ạ, giết được con voi ván này rồi nhỉ. Ok, lại như cũ các bạn ạ. Kết quả nó vẫn như cũ. Ván này mình vẫn chưa thắng được. Ok. Bây giờ phải giết được con Capi. Xong rồi mình phải giết được cái đống voi nữa. Ô. Oh. Sự chú ý của ta đã va vào vòng ánh mắt của nàng. Giết con voi. Kill the elephant. Giết con voi. Ui dồi ôi. Chết một Sushilam rồi. Bà mút sắp vào. Ok, ván này thắng được, yên tâm. Ôi chêu ơi. Ui, Được rồi, win rồi. Ui, không tin được là thắng ạ, vãi trưởng. Ok, đây là cho các bạn tham khảo xem là các bạn cần phải làm gì nhá. Có thể là mà ván này nếu mà mang Cyberpunk và là ván này nếu mà mang Cyberpunk và là có thể ăn được đấy. Ván này mang Cyberpunk này hoặc là mấy con Luga. Ok. Video của mình đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình đến tận bây giờ. Ok. Thực ra là các bạn phải cảm ơn mình tại mình chơi với các bạn tận bây giờ. Ok. Ok, hẹn các bạn trong các video lần sau nha. Nếu thích thì để like và comment ở dưới cho mình biết nhá. Hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Ok. Hẹn gặp lại trong video lần sau. Bye bye. Yeah.